lại trúng được cây nhiều rồi các bạn. Đây. Bụi khá nhiều vậy. Dài 450 thôi. Đây một thân này. Đây, 670. Còn cái khúc này nữa. 4 thân. Đẹp đấy. Cây khá nhiều. Cây này khá cao ạ. Rồi, 4 thân dài. Rồi, chắc chặt nguyên bản được. Kia 2 thân nữa. Chiếc lô thôi.